hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta lấy cái nước về trong xi lanh mà nó không có bị hư. Đó là trước tiên á, các bạn đẩy cái bít tông nè cho cái nó sát cái ống xi lanh luôn. Rồi sau đó các bạn rút ống dây ra, tiếp theo là tới cái bít tông điều khiển thì các bạn gắn cái ống dây vô, sau đó các bạn là rút nước vô. Rút nước vô thì các bạn thấy ở đây nè, nó có bị dư hơ. Dư hơ thì khi mà chúng ta đẩy và chúng ta kéo lại á thì nó cái lực nó sẽ không có cao. Cho nên bây giờ ở đây sau khi rút nước vô rồi thì cái đầu ống này các bạn gắn vô trong cái phần bít tông ở bên cánh tay. Rồi sau đó các bạn gỡ cái bít tông bên xi lanh điều khiển ra, rồi nước thì các bạn chế vô cho nó đầy luôn. Đó thì lúc này không có bị dư hơ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo. Chúng ta đẩy cái cho bít tông nó tới cái phần ở đây thôi. Chúng ta không nên đẩy sát quá. Vì chúng ta đẩy sát hết luôn á thì nó có thể là bật cái bít tông ở bên cánh tay ra luôn. Thì lúc đó chúng ta không rút ra được. Rồi thì lúc này chúng ta kéo cái phần bít tông bên cái điều khiển ra. Chúng ta bỏ bớt nước đi. Rồi chúng ta gắn vô lại. Thì lúc này là nó vừa đủ luôn. Rồi khi chúng ta đẩy là cái phần bít tông ở bên cánh tay nó không bị bật ra ngoài. Đây các bạn thấy là hai cái thanh này nó không đồng đều nhau nè. Ở phần này thì cái khoảng cách nó xa hơn, còn đây thì nó bị tóp lại. Thì nguyên nhân đó là do chúng ta khi mà chúng ta khoan cái lỗ đó giữa hai tấm này nè, ở cái tấm thứ hai này nè, chúng ta khoan nó không có được, cái mũi khoan nó không có vuông góc đó, nó bị xéo đó, cho nên là cái tấm nó sẽ bị bẻ cốp vô đó, nó không có song song nhau đó. Cái đó chỗ đó thì chúng ta cần lưu ý. Về những cái xi lanh nó dây rút ở trên xi lanh nè thì mình dùng cái keo nến đó, chúng ta chấm vô thì nó sẽ không có bị tuột ra. Rồi còn ở chỗ cái dây kẽm này, ở đây là chúng ta có thể dùng cái kẽm mà sử dụng để uốn cây á, thì lúc đó nó chúng ta sẽ dễ bẻ hơn, hoặc là chúng ta có thể dùng dây chì cũng được. Rồi ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta khoan hai lỗ đó, chúng ta bắt vô rồi chúng ta bẻ nó cốp lại, chúng ta có thể dùng thêm một cái dây chì nhỏ đó chúng ta câu vô ở ngay vị trí này nè, khi mà bít tông đẩy ra để vô nó không bị tuột ra chỗ càng gấp đó. Trước khi mà các bạn mà dán vô á thì khi mà các bạn dán vô thì nó sẽ có thể là nó đi theo chiều này đó, thì chúng ta trước khi mà chấm keo vô thì chúng ta bẻ cái chỗ phần giấy này nè, bẻ lên đừng cho hai cái phần này nó đâu lại với nhau, nó đâu sát lại với nhau, nó không bị hở. Còn về cách làm và số đo như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái video trước của mình ha. Video mà hướng dẫn cách làm cánh tay robot chi tiết đó. Đây là cái bảng điều khiển ở mình làm. Các cái lỗ này thì dùng mũi khoan 3 ly đó. Đó các bạn khoan vô. Đây là cái phần mặt sau. Đó. Còn ở trên mỗi cái xi lanh á thì mình cũng khoan lỗ luôn. Đó, để khi mà kéo đó thì cái xi lanh này nó không có bị giật lên. Nó có cái dây rút này nó chịu lại. Cái bảng điều khiển này thì cũng làm từ tấm phôm. Đó, thì đây là một miếng 20. Miếng cao này cũng 20 luôn. Và hai miếng chẹo hai bên đó là mỗi miếng là 10.
còn đây là đề can gỗ. Thì để ghép lại thì chúng ta có thể dùng keo 5-2 và keo nến để chúng ta ghép. Thì lúc này cái bảng điều khiển của chúng ta sẽ rất là vững. Cái bảng điều khiển này so với cái bảng mà chúng ta dùng cái que đè lưỡi á, thì nó dễ làm hơn so với cái bảng que đè lưỡi. Que đè lưỡi thì khi mà chúng ta điều khiển nó, nếu như chúng ta làm không đúng kỹ thuật á, thì chúng ta điều khiển cũng rất là khó khăn. Đó là nó không thể mà kéo hết cái phần nước ra cái bên xi lanh điều khiển. Ở đây mình có làm thêm một cái hai ống xi lanh, có cái ống chì qua hai cái ống xi lanh để cho chúng ta biết được là cái nguyên tắc bình thông nhau như thế nào. Khi mà cái chất lỏng trong hai ống xi lanh này đó, khi mà chất lỏng nó đứng yên thì cho thấy là hai cái bề mặt của chất lỏng á thì nó sẽ ngang bằng với nhau. Thì cái này ứng dụng trong cái việc là chúng ta xây dựng để chúng ta tìm những cái độ cao nó như nhau. Ngoài ra là chúng ta biết được là cái sự truyền áp suất ở trong lòng chất lỏng là như nhau. Khi mà chúng ta tác dụng một lực vô cái bít tông nhỏ đó, thì lúc này chúng ta sẽ tác dụng lực nó sẽ nhỏ hơn so với chúng ta tác dụng một lực lên cái bít tông lớn. Tại vì áp suất là được tính là B bằng F chia S. Đối với cái bít tông lớn thì nó có một cái tiết diện của ống á, nó sẽ lớn hơn đối với cái ở bên cái xi lanh nhỏ. Rồi, xin chào các bạn.